tôi phải là cho ảnh à. Cho cả 11 năm nay rồi. Ờ 11 năm nay rồi hả? Ảnh hay đi vậy đó, đó đúng không anh? Dạ. Đồ thi là coi như là ở phòng thi là cứ xài ra là bao nhiêu là coi như hầu nếu mình mở phòng cái gì trừ là cho. Dạ dạ. Ờ vậy hả? Quá là tốt, người Đà Nẵng mình rất là tuyệt vời. Ở đây quá chừng luôn ha. Một ngày chắc là mình cũng nhiều người uống nước ở đây mà. Dạ, thì có bao nhiêu để dành cho ổng đó. Dạ dạ. Ồ đúng không? Thầu mở câu lạc bộ đến giờ đúng không? Anh mở được 11 năm rồi hả anh? À. Dạ. Tội anh quá. Thôi mà rồi anh đi xin gạo đó, em gặp ảnh. Dạ em chia sẻ thì cũng được một số mạnh thường quân giúp cho ảnh. Nấu lên tàu. Thôi. Dạ. Chỉ nói chung cũng cũng khó khăn. Dạ. Thủ hồ rồi đó đó. Dạ. Phải là dạ. Như người ta họ buôn bán rồi. Có đồng ra đồng vô hay có cái việc làm ổn định mới đó. Dạ. Có thì nói chung cũng có chồng có đồ. Có chồng lo cho con ấy. Hát cũng lo chứ. Phần của tụi án chứ. Dạ. Thấy không? Dạ. Ờ yeah. Nhiều đó ha. Dạ. Yeah. Còn nhiều người đó trong họ cũng tổn sức còn đi lại. Dạ. Yeah. Dạ đúng rồi. Cái phòng ở đây là nói chung là nhiều lực. Đúng rồi. Nói chung là đúng rất khó khăn. Quá là khó khăn chứ không phải là khó khăn. Quá khó khăn. Dạ dạ đúng rồi. Thấy mà ai cũng sót được. Cái chăng như vậy đó mà anh cố gắng anh đi như vậy là mình thấy nghị lực phi thường á. Hai cái đầu gối nó đá quá nha. Dạ. Vết thì không hai ba bữa là đi đâu. Dạ, hai ba bữa là một đôi đó. Hai bữa là đâu. Dạ. Đi chị với nấu. Dạ. Cái này dùng vết mà để chà dưới đường mà đi lướt mà đi. Dạ. Vì người cái họ với họ thấy hoàn cảnh thì họ mới thấu hiểu được. Thấu hiểu được con vươn lên để sống đúng không? Đúng rồi. Còn không mà nói chung là nhiều người mà nói chung cũng mạnh khỏe thì cũng lười. Lười, dạ. Dạ dạ, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Dạ. À, hãy đi lên ngang đây thì vô tình gặp một anh ở trong phòng gym và anh gửi. Gối anh đấu qua đó lại nhau mà nó bầm nó dán. Yeah. Nó chai luôn á. Dạ. Đây đây đây, anh ơi, anh ơi. Vừa đi để mà có thêm một khoản tiền là bán ve chai và một phần nữa là anh tập cho nó khỏe người ra cái việc cái chân quẩn này. Giờ anh có được cái thùng bia rồi. Ủa ai cho anh thùng bia hả? À, cũng nhiều người thương anh á, đi như thế này là anh cũng như là ai có dư là cho anh thôi chứ không có là xin gì. Anh mới đi nhặt ve chai về hả? Chưa, từ mới dọn đi. Anh đi cho chân nó... Nó khổ cúm. Phải cúm hả? Ừ. Dạ. Chứ không thì
Vừa rồi Covid kia không đi được dạy đi đâu nổi. Dạ. Đó là anh kìa. Tội anh ha. Này đây là nhỏ tuổi hơn mày chứ mày. Nhỏ hơn á, em nhỏ hơn anh. Dạ. Tốt 49 rồi, 40 rồi đó. 40 rồi hả? Ừ. Dạ. 79. Dạ, sinh năm 79 hả? Lớn á. Năm nay 41 tuổi rồi đó chứ. Cô là chị của ảnh hả? Chị Rục hả? Chị em mà cho lại cái còn cái hai chị. Dạ. Cô anh thì mất sức rồi. Thường hàng ngày là cô đi làm, con nghe nói đi làm hồ hả? Dạ. Ủa cô có dẫn đi chữa trị đâu chứ cô? Có chữ mà không được. Không được hả? Thang bị thụt lưỡi nữa tại vì bẩm sinh. Dạ. Chứ không phải là bẩm sinh. Sinh ra đã được. Dạ. Cái này cô gặp thầy Võ Hồng Yên chưa? Lương thầy, Y Võ Hồng Yên á. Thầy ở Sài Gòn hả? Dạ, ở Bình Dương á. Giờ như có Bình Dương đó. Dạ dạ. Rồi ra chùa có gì nữa phải không? Con cũng không rõ nữa, mà hình như là Cụ Ngãi là thầy sắp về Cụ Ngãi rồi đó. Để con hỏi thăm từ sau. Thì là hắn bị toàn thân luôn mà thụt lưỡi thụt rồi luôn, không đau hết. Trừ ví dụ như đa mà uống thuốc cũng khó khăn đó. Uống thuốc khó lắm hả? Ăn uống còn cũng chắc cũng khó quá hả? Ăn uống cũng khó. Dạ. Ví dụ ăn khô thôi chứ còn ăn nước ăn được. Cái lưỡi không có cày được nè. Dạ. Vẫn không có đưa vô được. Mà uống nước là uống cả cách đá. Dạ. Hôm trước con có đi tới chỗ mà ATM gạo đó. Con gặp ảnh là con chia sẻ đó. Dạ. Con đây hả? Dạ con đây. Hôm trước cô đi làm. Dạ. Cái trời hôm nọ bà bóng mì ăn mà con đi mấy gì. Dạ. Chú thì mất sức bà Nam. Chú mất sức hả? Xưa thì chú cũng đi lấy xe. Lấy xe hả? Dạ. Lấy xe bên công trình. Dạ. Sao cái ông chở đó mà dạ. Ra đèo Hải Vân á con kìa. Dạ. Đó những đồ ra đèo Hải Vân, đồ đèo Hải Vân nó hầu nó đèo Hải Vân thì sọt á. Dạ. Không chạy ngày chạy đêm chứ sao không bị sốt rét. Sốt rét hả? Giờ là chú chắc không đi làm được không? Không, mất sức 3 năm. Dạ. 60 rồi. Cô là 60 rồi đó hả? 60 rồi. Xịn cũng làm sai hai cái máu. Dạ, nhà cô là chỉ có hai anh em thôi hả? Cái hai chị em. À, hai chị em thôi hả? Dạ. Cô như là ba nhà ba này. Mà ông anh thì đi bộ đội rồi chết chưa? Dạ. Ông anh là chết. Ông đi bộ đội cơ khí 3 tháng 7, quân viên một qua mình nè. Dạ, dạ. Là ông sửa tiền lửa sao ông chết. Thì ta nọ, nó quay cái cần cái lửa này. Cắn đưa vô bằng con cái là chết. Dạ. Mà nhà hồi xưa nó trông nó nghèo lắm. Dạ. Cái là lần đó mở tại bệnh viện quân y 17 luôn. Dạ. Xa cái dễ tỏa đất cái tỏa rồi mới được lô đi chứ không phải. Trên hôm kia có cái nhà ở còn hồi xưa nhà tranh đó là đất đấy đó. Dạ. Anh chắc anh thương mấy đứa nhỏ đó mà. Thương lắm, thương nít lắm. Thương nít lắm mà, thấy anh chọc nít ghê lắm. Ừ. Thương nít lắm. Thằng này dễ thương quá này. Cháu anh đó hả? Cháu. Dạ. Thì cháu. Đó rồi đó. Bữa hôm rồi con cũng ảnh nói không được, con cũng quay hỏi ảnh tên gì vậy cô? Phạm Văn Kiệm. Phạm Văn. Phạm Văn Kiệm. Phạm Văn Kiệm hả? Ừ. Phạm Văn Kiệm. Chị là Phạm Tiết. Phạm Thị Tiết. Ừ. Hôm rồi con có chia sẻ, con có để địa chỉ nhà mình, không biết có ai tới thăm không? Có, bữa hôm trước có hai đứa đó. Thằng cu nó với ông bé đó, nó cỡ cũng 80 kia đó. Dạ. Ở bên Phạm Thị Phước nó qua. Cho chú được 820 ngàn. Dạ. Dạ cũng đỡ. Con có để địa chỉ trên đó. Dạ. Ở nhà 103 Bãi Sải đúng không? 103 Bãi Sải. Dạ dạ. Có cái chị gì đó, chị gì đó. Bị tai chân chỉ bị tổn thành. Dạ. Tổn bò hay đóng bò thôi mà cái này này. Mình tắt cái tình mình. Dạ. Cô ơi, hôm nay con đến đây con chào thăm và chào anh Kiệm. Anh Kiệm á. Dạ. Phạm Văn Kiệm. Dạ dạ.
Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho ảnh hôm rồi con chia sẻ đó. Dạ. Con đọc cái danh sách trước ha, rồi con gửi cho ảnh. Danh sách giúp anh khuyết tật để xin gạo hôm trước thì ảnh nói không có được nên là con quay xin cái tên. Có chị Phương Hùng gửi 1 triệu nè. Anh Dương Quang Vinh ở Đan Mạch là 1 triệu. Chị Kim Ly Nguyễn là 100 đô. 2 triệu 330 ngàn. Là 4 triệu, tổng là 4 triệu 330 ngàn. Thì con gửi cho cô là 4 triệu 4 để cô đếm thử. 4 triệu 330 nghìn mà con gửi 4 triệu 4 luôn đó. Cảm ơn con. Dạ dạ. Gửi con gửi dạ nè. Dạ. Rồi được rồi, được rồi cô, được rồi không sao đâu cô. Cô cứ nói nãy giữ ra được rồi. Cái thang thì nút nước miếng không được cho. Dạ nút nước miếng không được nên là chảy xuống. Dạ. Tiền đó cô mua cho ảnh sữa rồi hả? Mua cho ảnh uống sữa gì rồi ảnh ăn gì đó cô, ảnh thích ăn thì cô mua cho ảnh chứ còn con cũng biết mua gì. Cô cũng đưa tiền chứ bỏ. Ảnh nghe được chứ cô hả? Nghe được chứ. Ảnh thích ăn gì nói chị mua nha. Rồi cô cũng cảm ơn mấy chú, mấy bác, mấy anh chị đã giúp đỡ cho đây. Cô cũng xin cảm ơn. Dạ dạ. Gửi lời về thăm mấy chú, mấy bác được vui và mạnh khỏe. Dạ dạ. Là con chia sẻ luôn là cô chú bác là chắc thấy luôn đây. Dạ. Tội nghiệp anh quý vị. Xung rồi cái đau đau đặng cái thoáng máy luôn. Dạ. Yeah. Chắc là ảnh đưa tiền cho cô cắt chứ ảnh đâu giữ được đâu đúng không? Như ví dụ số tiền nhiều đây là cô cắt mà ít là ảnh bỏ đồng ví nó tự đưa tiền. Dạ. Yeah. Như cô cũng đưa. Đây còn ra là 2 đôi giày. À, đây hả? Ừ. Tại vì đây có cái mũi này không con nè. Yeah. Rồi dưới này cũng còn y nhưng mà dưới này là không bị. Tuần đây hai đâu, tuần hai đâu này, đâu là 35 nè. Dạ. Hồi anh đi đứng dậy là cô phải bỡ lên hả? À. Bỡ lên xong thì chú nhà chú bỡ lên. Dạ. Ui mà ví dụ ra quán sao ai bỡ? Ra quán thì họ xe cái ghế tới vậy. Dạ. Để cái ngồi nó cũng quen biết ha. Dạ. Biết rồi cái hàng tới cái là đưa ghế. Dạ. Ở để con dắt xe vậy chỗ khác cho anh đi chắc không được. Để cô dắt cho. Thôi mà để cái cây cho nó trước mặt nó. Dạ. Vệ sinh nó mệt lắm. Dạ. Chứ về cái chiều có 8 rưỡi gậu đào chứ con không hôi. Nước miếng lộ ra hôi lắm, mồ hôi luôn. Đi nữa đó thấy. Biết ở nhà không ở nhà. À, ưng đi vậy đó hả? Ưng đi vậy đó. Ừ. Thôi anh nó cứ lo biết thì ở nhà thì cái láng không chịu. Dạ. Chắc là anh đi trong thư giãn đầu với lại xương cốt là chắc cũng khỏe em cứ khỏe. Kề, không đi được là hai cái chân cứng. Dạ. Vừa rồi Covid đó đi không được cái thoáng thôi là đi ra đi không được. Dạ. Cấm hai cái chân. Dạ. Không tạo. Nếu kề thông đi là quanh buổi sáng rồi trưa về cũng được. Dạ. Không đỡ. Chiều về là anh đi bán luôn hả? À, bán ở đây rồi, bán ở đâu? À. Thôi nghỉ mọi người, chút đi anh nóng quá. À, đứng nói chuyện với anh kia chút mà anh có ai cho anh thùng bia rồi đây. Ôi trời, nóng quá hả? Cho ảnh nhiều đây. Hôm trước là hãy tưởng ở đâu là ảnh đi nhặt nhưng mà cái này ảnh nhặt không có được.
anh đi ngồi ngồi đường này có ai mà có cho anh. Anh đi cũng nghe anh kia nói là mười mấy năm rồi. Có gì à? Ăn uống uống nước gì đó anh lấy tiền mua ăn uống ha. Uống nước chứ, anh đem nước theo uống nữa không? À, có nước đó hả? Thôi em đi về đây nghe, có gì vài bữa em xuống thăm anh nha. Dạ. Rồi anh đi đi ha, ở đây công việc anh cũng hay đi hàng ngày. Cơ bắp chân tay rồi nó giãn ra một phần, nó khỏe người. Cũng một phần nữa là cũng có được cái đồng tiền cho nó vui hơn quý vị. Quý vị thấy là một người mà bị khuyết tật như vậy mà một người khuyết tật như anh mà rất là có một cái nghị lực đó quý vị không? Đó. Rất là có nghị lực. Anh đi rất là khó khăn lắm. Anh đi đi ha. Dạ, em về nha. À, anh đi đây đi đó hả? À, đi đây rồi đi qua bao đây đó hả? Dạ dạ dạ. Thấy anh đi rất là thương, rất là tội nghiệp quý vị. Nhưng mà anh bị cái bệnh này nó teo cơ đó, nên anh phải đi như vậy để mà các cái cơ bắp nó được giãn ra cho nó khỏe người quý vị. Nếu mà nằm một chỗ thì cũng rất là nguy hiểm. Nó rút cơ lại, anh đi được một chút là anh đã dừng lại rồi. Ở để anh nhặt cho, để anh nhặt cho. Yeah.